Kết quả bóng đá Brazil với Argentina, bán kết Copa America 2019. Những vũ công Samba đã có màn trình diễn mãn nhãn và Messi lại thêm một lần nữa ôm hận. Trận bán kết Copa America 2019 được những người hâm mộ bóng thế giới cực kỳ mong chờ bởi đây là cuộc đối đầu của hai gã khổng lồ của Nam Mỹ, Brazil và Argentina. Những vũ công Samba có lợi thế được chơi trên sân nhà trong khi vũ điệu Tango sở hữu một trong những siêu sao đương đại, Leo Messi. Trận đấu nóng ngay sau tiếng còi khai cuộc với những pha tranh chấp quyết liệt của cả hai bên. Đội tuyển Brazil nắm giữ thế trận tốt hơn nhưng cơ hội đầu tiên thuộc về Argentina. Paredes tung cú sút xa từ khoảng cách ngoài 30m nhưng bóng đi cao hơn khung thành chủ nhà. Phút 19, Alves có pha đi bóng hay và tạo điều kiện để Firmino căng ngang giúp Jesus mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng khiến trận đấu càng trở nên sôi nổi. Các cổ động viên của DT Argentina có quyền tiếc nuối khi cú đánh đầu của Agüero lại tìm đúng xà ngang dù đã vượt qua tầm với của Alisson ở phút 30. Sang đến hiệp 2, Messi cùng các đồng đội lại càng nỗ lực hơn trong việc tìm kiếm bàn thắng trong khi Brazil chủ động chờ phản công. Siêu sao của Argentina có cơ hội tỏa sáng nhưng cú sút của cầu thủ này lại tìm đúng cột dọc khung thành Alisson. Điều này sẽ khiến cổ động viên Argentina tiếc nuối hơn gấp bội bởi phút 71, Brazil nhân đôi cách biệt. Gabriel Jesus đã có pha bứt tốc để đời từ giữa sân và tạo điều kiện quá thuận lợi để Firmino dứt điểm vào lưới trống. Không còn gì để mất, DT Argentina dồn lên tấn công nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Tite quá tinh quái trong việc kéo dài trận đấu bằng những pha nhảy múa. Chung cuộc, DT Brazil giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước DT Argentina, qua đó lọt vào chung kết Copa America 2019 trong khi Messi và các đồng đội thêm một lần ôm hận.